Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta và quý vị trong chương trình đặc biệt cuối tuần này thì à, cách đây hai ngày, Phong Cổ Loan cái tin là Thượng nghị sĩ Joe Machine của Đảng Dân Chủ đã quyết định không tái tranh cử nữa. Và trên quy tắc thì ông về hưu với lại cái chức Thượng nghị sĩ. Điều này đang gây ra một cái à, nỗi nhất đầu lớn cho Đảng Dân Chủ. Và hôm nay trong cái bài nói chuyện này thì tôi phân tích cho quý vị thấy được những cái à, thách thức mà Đảng Dân Chủ phải đối diện và có thể họ mất cả hành pháp và kể cả lập pháp trong cuộc bầu cử năm 2024. Quý vị, quý vị đã biết là hiện nay Đảng Cộng hòa đã kiểm soát lại Hạ viện là 9 lá phiếu. Nhưng Đảng Cộng hòa trên quy tắc thì họ thua Đảng Dân chủ 2 phiếu ở thượng viện. Mặc dù nói là thua 2 phiếu nhưng thực tế thì họ gác một phiếu chỉ vì bà ở trên sàn thượng viện có 3 ứng cử ba thượng nghị sĩ là độc lập nhưng mà vì họ thường xuyên bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ cho nên họ vẫn được xem là đảng dân chủ là 51 trên 49. Ở Hạ viện thì Đảng Cộng hòa chiếm là 221 ghế, Đảng dân chủ chiếm là 212 ghế, tức gác nhau 9 ghế, trong đó có 2 ghế trống và tháng à, tháng 11 sắp tới, tức là tháng 11 năm tới thì nó sẽ full fill Tức là nó sẽ được fill up là 435 ghế Bây giờ chỉ có 433 ghế mà thôi Có hai ghế trống Thì quý vị đó là dưới Hạ Viện còn trên sàn thượng viện thì uh, trên quy tắc thì là đảng dân chủ kiểm soát 51 phiếu trong đó gồm luôn cả ba ứng cử viên độc lập một người của tiểu bang Maine một người của Vermont và một người của Arizona à, ở tiểu bang uh, Vermont tức là ông Bernie Sanders ở tiểu bang Arizona tức là bà Gina uh, bà Cinema là hai cái uh, thương nghị sĩ độc lập và lần này thì uh, cái vị trí của bà cũng đang bị uh, uh, tranh cử bởi uh, bà Kelly Leck. Kerry Lake trước đây là ứng cử viên thống đốc Arizona đã bị thua và lần này Kerry Lake ra tranh cử lại chức thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona. Và quý vị, việc mà từ uh, tuyên bố không tái tranh cử chức thượng nghị sĩ của Joe Manchin đã khiến cho đảng Dân Chủ bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Thứ nhất là họ phải đối diện với hai cái nguy hiểm lần quý vị. Cái nguy hiểm thứ nhất là cái vị trí của ông Joe Manchin là trên quy tắc ông là đảng Dân Chủ trên quy tắc ổng là đảng dân chủ nhưng cái tiểu bang mà ổng đang đại diện thì lại là tiểu bang của đảng cộng hòa gần như đây là một cái red Tech, tiểu bang west virginia do đó thì quý vị nếu như mà ổng từ chức và ổng ổng không phải từ chức mà ổng đã không còn tái tranh cử nữa thì bắt buộc đảng dân chủ sẽ phải đưa người khác ra mà nếu mà đưa người khác ra thì có vẻ như là họ khó có thể thắng được trong khi đó thì thống đốc của tiểu bang west virginia người được ông trump đề cử đã quyết định là chính thức ra tranh cử chức thượng nghị sĩ của đại diện cho tiểu bang này. Do đó thì có vẻ như là đảng dân chủ sẽ mất ghế ở tại tiểu bang West Virginia. Thì quý vị, đây là một trong những cái thách thức của đảng dân chủ và hiện nay thì coi như là đảng dân chủ đang à, duy nhất là họ có thể kiểm soát được là cái phần thượng viện. Nhưng mà bây giờ cái phần từ, à, à, không tái tranh cử của ông qua à, ông Joe Machine thì đảng dân chủ đã phải lo có thể là họ mất thượng viện có nghĩa là lần này đảng cộng hòa có thể chiếm lại 51 trên 49 thì quý vị đây sẽ là một trong những cái thách thức mà đảng dân chủ phải lo trong cái giai đoạn tới nhưng chưa hết đó là cái lo thứ nhất thôi cái lo thứ hai của họ là ông Joe xin tuyên bố không tái tranh cử chức thượng nghị sĩ nhưng cũng không loại trừ việc ông ra tranh cử chức tổng thống có nghĩa là ông sẽ tranh cử chức tổng thống nhưng không đại diện cho đảng dân chủ mà trước đó à, cách đây 2 tháng ông đã tiếp xúc với phong trào No Labor. Phong trào No Labor khởi đi từ là North Carolina và bây giờ nó lan rộng ra nhiều tiểu bang và ít nhất là bây giờ trên 11 tiểu bang họ đã có lá phiếu bầu và họ chính thức trở thành một đảng phái chính trị và đảng này không những là uy hiếp cả đảng dân chủ mà còn uy hiếp luôn cả đảng cộng hòa bởi vì no labor được xem là quy tụ rất nhiều những thành viên của cả hai đảng thì quý vị, cách đây 2 tháng ông Joe Machine đã có tiếp xúc với lại No Level. Thì bây giờ trên quy tắc chúng ta đang có 4 ứng cử viên tổng thống. Thứ nhất là đứng đầu bên đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Ông Joe Biden là đương nhiên đương nhà, tổng thống đương nhiệm. Do đó ông ta automatic được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh cử tổng thống. Người mà ra tranh cử độc lập hai người, tức là Kanye West của trước đây là của đảng Green nhưng bây giờ Kanye West đã rút lại và đã rút lại ra khỏi đảng đảng Green và ông ghi danh với một đảng khác nó tên là đảng Nhân dân, chứ bị People Party và người thứ hai là Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. vốn là người của đảng dân chủ, gia đình có truyền thống đảng dân chủ, nhưng mà sau một cái cuộc đà, gọi là vận động vừa qua thì ông đã bất mãn với cái thái độ của đảng dân chủ trung ương, do đó ông chính thức tuyên bố ra ghi danh độc lập tức là ông là ứng cử viên độc lập. Như vậy thì chúng ta có bốn ứng cử viên. Thì quý vị, lần này nếu như mà Joe Machine thì bên Đảng bên đảng No Labor thì họ có hai người có thể ra tranh cử. Người thứ nhất là đồng sáng lập của No Labor là ông uh, Joe Lieberman. Joe Lieberman là thượng, trước đây từng là thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Connecticut và ông được xem là một nhân vật rất uy thế trong khối của người Do Thái. Thì quý vị, có thể Joe Lieberman là người đại diện cho uh, cho No Labor. Tuy nhiên thì uh, phía của ông Joe uh, Joseph uh, ông Joe uh, Joe Machine cũng đã tuyên bố là có thể là ông chưa lại loại từ cái việc ra tranh cử tổng thống. Có nghĩa là nếu lần này ông tái tranh ông ra tranh cử chức tổng thống thì ông sẽ đại diện cho No Labor tức là No Labor có hai ứng cử viên chưa biết người nào, một là Joe Lieberman, cựu thượng nghị sĩ của Connecticut và hai là Joe Machine, tức là người đang là thượng nghị sĩ của tiểu bang West Virginia. Thì quý vị, nếu một trong hai người này đại diện cho No Labor ra tranh cử thì coi như là Đảng Nhân chủ cảm thấy là họ không thể nào thắng được cái ghế hành pháp. Tại vì những người này chia phiếu rất nhiều của Đảng Dân chủ. Ông Joe Lieberman vốn là thành viên của Đảng Dân chủ. Nhưng mà ông đã rời khỏi đảng Dân Chủ từ năm 2011. Thì quý vị, bây giờ tới Joe Machine cũng có thể sẽ rời khỏi đảng Dân Chủ. Thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy thì đảng Dân Chủ phải đối diện với hai thách thức. Thứ nhất là cái uh, mất đi cái quyền đa số ở tại Hạ Thượng Viện. Và thứ hai là cái ghế hành pháp, tức là ghế tổng thống. Lần này Joe Biden chưa chắc đã thắng được. Và nếu có những người này ra chi phiếu Thì Joe Biden sẽ không có cơ hội thắng luôn Bất kể một người nào Kể cả Joe Biden Hay là đảng Dân Chủ đổi ngựa giữa dòng Là Gavin Newsom Kamala Harris Thì quý vị Những người này đều không qualify Tức là họ sẽ bị chi phiếu hết Tại vì những người mà ra tranh cử này đều là Đa số là chi phiếu của đảng Dân Chủ Nhiều hơn đảng Cộng Hòa Đảng Cộng Hòa chỉ bị ảnh hưởng một người Đó là ông Robert Kennedy Jr thì có một số người ôn hòa của Đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu cho Robert Kennedy Jr. Nhưng mà còn Kanye West, rồi bây giờ có thêm bên đảng No labor ra nữa. Thì quý vị, và Robert Kennedy Jr. cũng chia phiếu luôn của bên đảng Dân Chủ. Ba nhân vật này đều chia phiếu của đảng Dân Chủ hết. Do đó, đảng Dân Chủ có vẻ sẽ bị nguy hiểm. Và đặc biệt là cái cuộc thăm dò mới nhất của à, tờ New York Times cho thấy trong 6 tiểu bang chiến lược, ông Trump đã thắng Joe Biden Năm tiểu bang rồi. Cho bên chỉ gác ông Trump có một tiểu bang là Wisconsin thôi. Mà chỉ gác có hai điểm thôi. Lại nằm trong cái cái gọi là sai biệt cộng trừ ba phần trăm nữa. Do đó thì coi như là lần này có vị thấy đảng Dân Chủ đang đối diện với nguy cơ là họ mất trắng tất cả. Bây giờ tối cao pháp Việt thì trên quy tắc là chính quan tòa. Thì trong đó sáu người bên conservative, ba người bên liberal thì quý vị, quý vị trừ ra ông John Robert là người bên Conservative nhưng vẫn thường xuyên bỏ phiếu và vote cho phía dân chủ cho nên mình cứ tính là 5 trên 4 thôi. Tức là 5 Conservative còn 4 là bên Liberal. Thì quý vị, tối cao pháp viện thì coi như là bên bảo thủ họ nắm đa số, rồi hạ viện thì Đảng Cộng hòa đang nắm chín phiếu. Chưa biết cuộc bầu cử sắp tới như thế nào, họ tăng hay họ giảm tùy theo cái tình hình của đất nước Hoa Kỳ. Thượng viện là đảng Dân Chủ đang có nguy cơ mất ghế ở Thượng viện. Còn ghế hành pháp thì quý vị thấy rất rõ ràng. Và cái điều quan trọng nhất là đảng Dân Chủ gặp một cái thách thức rất lớn. Thách thức đó là cuộc chiến của Do Thái và Hamas. Cuộc chiến của Do Thái và Hamas thì làm cho đảng Cộng Hòa đoàn kết hơn. Tại toàn bộ đảng Cộng Hòa đều đứng sau lưng của Do Thái họ đều đứng sau lưng của phía do thái hết <laughs> cho nên họ không có vấn đề riêng đảng dân chủ thì bị chia rẽ tại vì trong đó nhóm the squad tức là nhóm mà gọi là những kẻ cấp tiến trong đảng dân chủ thì ủng hộ cho palestine ngược lại có khoảng hai mươi mấy dân biểu của đảng dân chủ thì là gốc của họ là gốc do thái họ ủng hộ cho do thái và toàn bộ đa số đảng dân chủ nhiều người lắm đều ủng hộ cho Do Thái. Nhưng mà trong đó thì nhóm The Squad gây ảnh hưởng rất lớn. Thì họ lại ủng hộ cho Palestine. Do đó, cuộc chiến giữa Hamas và Do Thái đã khiến cho đảng Dân Chủ bị chia rẽ lá phiếu. Và đã bị, đã bị chia rẽ. Lần này nếu như mà cuộc chiến còn kéo dài hoặc là phía Do Thái mà kiểm soát được giải Gaza toàn bộ. Và họ bắt đầu có những cái... Uh, chính sách gọi là nghiêm khắc về an ninh đó quý vị thì sự chia rẽ trong đại dân chủ càng càng lúc càng lớn hơn nhất là chính quyền của Netanyahu chính quyền của Netanyahu đã tuyên bố là họ không có ý định xâm chiếm giải Gaza nhưng họ sẽ phải bảo đảm cái an ninh tổng quát của giải Gaza và ngày hôm thứ bảy ngày hôm qua tôi có loan tin là phía của ông Mahmoud Abbas là tổng thống của Palestine ở tại tây ngạn ông đã nói rằng sẵn sàng đảm nhiệm vai trò là quản trị giải gaza điều này có nghĩa là gì quý vị có nghĩa là sẽ không đi tới một cái tình trạng gọi là một cái giải pháp gọi là trước mắt là một một lãnh thổ hai quốc gia mà phía do thái sẽ đảm nhận vấn đề an ninh phía palestine sẽ đảm nhận vấn đề chính quyền dân sự sau khi mà loại trừ hamas ra khỏi lãnh thổ của cái giải gaza thì quý vị điều này nó sẽ tác động lên cái chính trường Hoa Kỳ. Những kẻ mà đội lốt ủng hộ cho Palestine nhưng thực tế là họ ủng hộ cho Hamas. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản chuyện này. Nhất là nhóm The Squad, trong đó có Talaib, có Ihan Omar, có Cory Bush, có Okasu cortez Thì quý vị, những người này họ sẽ tuyên bố ủng hộ cho Palestine nhưng trên quy tắc là họ ủng hộ cho Hamas, họ sẽ áp lực là do Thái phải completely rút quân ra khỏi giải Gaza, họ sẽ áp lực là phải giao toàn bộ quyền hành lại cho người Palestine, kể cả vấn đề an ninh. Thì quý vị, việc này sẽ dẫn tới một cái cuộc tranh chấp lớn trong đảng dân chủ, bởi vì những người ủng hộ cho do Thái, họ không đồng ý chuyện này. Họ muốn rằng là giải Gaza sẽ có một cái giải pháp lâu dài về hòa bình do người Palestine quản trị, nhưng tạm thời trước mắt người Palestine không có khả năng quản trị an ninh sau khi mà Hamas bị đuổi ra khỏi giải Gaza. Do đó, cái cuộc chiến của Do Thái và Hamas nó đã chia rẽ trầm trọng thêm đảng Dân Chủ. Chưa hết quý vị, chưa hết. Cái việc mà Joe Biden automatic được đại diện đảng ra tranh cử, tức là tự động đó, tại vì ông ta là tổng thống đương nhiệm và quy tắc của đảng Dân Chủ, kể cả đảng Cộng Hòa luôn, là tổng thống đương nhiệm không cần phải tranh cử sơ bộ ông ta có thể tự động được đảng đề cử ra tranh cử. Thì việc này đã gây ra sự bất mãn lớn cho khối cử tri trẻ của Đảng dân chủ. Tất cả khối cử tri trẻ đều nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho người khác, không phải Joe Biden bởi vì ông ta quá già. Ông ta trên 80 rồi. Thì quý vị, đây là cái lối mất phiếu của Joe Biden. Chưa hết. Quý vị còn nhớ cái cuộc biểu tình vào tuần trước của những người Palestine ở tại New York DC không? Họ gửi một cái message rất rõ ràng cho Joe Biden. Họ quy trách nhiệm cho Joe Biden là nhúng bàn tay vào giúp cho Do Thái diệt chủng người Palestine. Và họ nói rằng chúng tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông. Có nghĩa là những người ủng hộ Palestine ở nhiều nơi sẽ không bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Đặc biệt trong đó có một tiểu bang chiến lược là Michigan. Tại vì bà Tlaif, bà đó là người duy nhất người Palestine nằm trong quốc hội Hoa Kỳ. Bà là gốc Palestine. Và bà, bà đại diện cho tiểu bang Michigan. Sở dĩ bà đại diện cho tiểu bang Michigan là bởi vì bà đại diện cho 700.000 khối cử tri ở cái district của bà ở tại Michigan. Điều này có nghĩa là ít nhất 700.000 lá phiếu đó không bỏ phiếu cho Joe Biden. 700.000 cử tri ở tại cái Michigan. Tại vì tôi đã từng nói với quý vị, tính trung bình trên toàn quốc là có 435 dân biểu của quốc hội, họ đại mỗi một người như vậy là trung bình đại diện cho khoảng 700.000 dân chia đều trên toàn quốc. thì quý vị bà Talife là người Palestine gốc Palestine và bà đang là dân biểu của quốc hội đại diện cho khu vực Michigan. thì quý vị bà này là một người quyết liệt đã ủng hộ cho Hamas và Palestine chính bà ta đã bị một cái một cái một cái, nghị quyết khiển trách bà ta tại sàn hạ viện vừa rồi thì quý vị bà này sẽ cầm đầu trong cái phong trào chống cho bà chống cho Biden ngay trong đảng dân chủ luôn tại vì bà ta cho rằng ông cho bên đã thiên vị cho do thái do đó quý vị lần này đảng dân chủ sẽ gặp một cái sự chia rẽ trầm trọng còn hơn cả đảng ông hoa kỳ trước nữa <laughs> xưa này đảng dân chủ họ nhờ nối kết các quyền lợi với nhau Họ thống nhất chung một lá phiếu Nhờ nối kết các quyền lợi của họ với nhau Họ thống nhất chung một lá phiếu Ngược lại đảng Cộng Hòa Thì tôi đã từng nói với quý vị Nó có cái khuyết điểm Và cũng là cái ưu điểm Là sự độc lập suy nghĩ của mọi người Do đó đảng Cộng Hòa Quý vị nhìn vô thì nó chia rẽ hơn đảng Dân Chủ Ngay cả vừa rồi Cái cuộc bầu cử tại Hạ Viện à, Cho cái chức chủ tịch quốc hội Quý vị đã chứng kiến được sự chia rẽ của đảng Cộng Hòa cho tới khi ông Mike Johnson lên thì ổng là người tạo được lịch sử tức là ổng có thể nối kết được tất cả phiếu của đảng hòa đứng sau lưng ổng thì quý vị tuy nhiên nhìn một cái góc đó là chỉ cái góc của cái sự kiện diễn ra trong cái cuộc gọi là bầu cử chức chủ tịch của hạ viện thôi nhưng mà trên nguyên tắc về chính sách quốc gia giữa các thành viên đảng Cộng Hòa vẫn có sự đối lập vẫn có sự đối lập là trong đó giữa Mark Gas và Kevin McCarthy quý vị thấy dưới hạ viện rồi trên thượng viện thì là ông uh, 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 Rand Paul với lại ông uh, George Hawley cũng bất đồng trong cái vấn đề của TikTok. Cũng là Đảng Cộng hòa, cũng là chống Trung Quốc, nhưng mà hai người đều bất đồng trong vấn đề cấm TikTok thì quý vị thấy được, Đảng Cộng hòa xưa nay họ có một cái uh, họ có một cái uh, một cái căn bản làm việc là sự độc lập của mọi người. Thì đây nhìn trên cái quy tắc thì nó là một cái quy tắc tốt mỗi người có một cái suy nghĩ độc lập riêng và nó là cái nguồn gốc xuất phát từ cái lúc lập quốc tới bây giờ. Nhưng mà đứng ở một cái phương diện khác thì chúng ta thấy đây là sự chia rẽ. Đây là sự chia rẽ mà. Nhưng mà ít nhất chúng ta nhìn được là sự chia rẽ này nó tới từ cái chính sách bất đồng quan điểm. Còn Đảng dân chủ họ thống nhất một cái lá phiếu là bởi vì họ thống nhất được à, họ và đồng ý là nối kết các quyền lợi lại với nhau, quyền lợi cả của phe nhóm họ lại với nhau để mà có thể có một cách lá phiếu thống nhất. Nhưng khi có xung đột quyền lợi, thì sự chia rẽ của họ trầm trọng hơn đảng cộng hòa và bây giờ đang có sự xung đột quyền lợi, đang có sự xung đột quyền lợi rất lớn trong đảng dân chủ sự xung đột thứ nhất là cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái tôi vừa cắt nghĩa cho quý vị sự xung đột thứ hai là cái sự cái thúc đẩy cái cái, cái nghị trình cấp tiến cực tả đã khiến cho những người đảng dân chủ bảo thủ ôn hòa họ chịu không nổi sự thúc đẩy của nhóm The Squad, Bernie Sanders, Elizabeth Warren họ đã khiến cho những người mà họ chịu không nổi ví dụ như là bà Sinema của Đảng dân chủ ở tại Arizona tới mức bà phải rời bỏ Đảng dân chủ. Rồi bây giờ tới Joe Machine cũng chuẩn bị rời khỏi Đảng dân chủ và trước đó một tháng mấy trước thì tôi có loan tin thị trưởng thành phố Dallas cũng đổi từ Đảng dân chủ qua Đảng Cộng hòa. Rồi một dân biểu tiểu bang của New York cũng đổi từ Đảng dân chủ qua Đảng Cộng hòa. Tức là cái sự chia rẽ trong Đảng dân chủ là xuất phát từ cái quyền lợi, cái quyền lợi của các phía, thì quý vị mỗi một phía bảo vệ quyền lợi của mình, phía cấp tiến bảo vệ quyền lợi của họ trong vấn đề môi sinh, môi trường và đòi đánh thuế thật cao những đại công ty, những người ôn hòa, họ muốn trung dung hơn, họ có muốn quá cấp tiến tới mức mà phải cấm luôn cả cái lò cái lò nướng trong nhà quý vị rồi bây giờ đang dòm ngó tới cấm cái tủ lạnh cấm luôn cả cái hệ thống air conditioning mà dùng khí đốt thiên nhiên thì khí gas thì quý vị đám cực tả này nó đi tới mức đó nó đi tới mức mà nhiều người trong đảng dân chủ đã không đồng ý trong khi những thành phần khác ôn hòa họ muốn chăm sóc về vấn đề xã hội nhiều hơn họ muốn tăng tiền cho những người hưu trí những người cao tuổi họ muốn chăm sóc y tế cho trẻ em họ muốn chi một ngân sách cho vấn đề hỗ trợ phụ nữ phá thai đây là những vấn đề của những thành phần à, gọi là ôn hòa trong đảng dân chủ và tăng cái ngân sách giáo dục rồi tăng thêm cái giáo trình những cái giáo trình mà thiết thực trong trong cái trường học ngược lại phe cấp tiến thì đòi hỏi là phải thúc đẩy vấn đề môi trường rồi thứ hai là họ nhất định phải truyền bá những cái tư tưởng khác vào trong trường học. Ví dụ như tư tưởng cộng sản hay xã hội chủ nghĩa hay là tư tưởng của hệ tư tưởng của giới đồng tính. Thì quý vị, những chính sách này nó khiến cho những người ôn hòa trong đảng Dân Chủ đã không chịu nổi. Do đó, sự chia rẽ của đảng Dân Chủ đã bùng phát từ 2-3 tháng này quý vị đã nhìn thấy. Và gần như là họ có sự chi đẻ từ những cái chính sách về môi trường xã hội cho tới những cái uh, chính sách đối ngoại của Joe Biden và kể cả cái vấn đề gọi là liên quan tới vấn đề uh, gọi là việc làm. Thưa quý vị, gần như là Đảng Dân chủ đang có một cái sự rạn nước rất lớn. Rồi bây giờ gặp thêm Joe Machine có thể sẽ ta sẽ ra tranh cử trước tổng thống, có nghĩa là chia phiếu bên hành pháp nội ổng không tái tranh cử cái chức thường nghị sĩ là đảng dân chủ có nguy cơ mất cái ghế này rồi và mất rất cao bởi vì West Virginia cái tiểu bang ổng đại diện hầu hết là đảng cộng hòa và hầu hết là những người bảo thủ thì quý vị do đó đứng từ cái góc nhìn mà hôm nay tôi phân tích cho quý vị thấy là đảng dân chủ đứng đối diện với nhiều thách thức và lần thách thức này sẽ là một cái thất bại lớn cho họ trong cuộc bầu cử năm 2024 và nếu lần này mà họ bị kiểm soát bởi họ bị uh, mất quyền kiểm soát của quốc hội <laughs> họ mất quyền hành pháp <laughs> cục diện này sẽ kéo dài tức là nếu cộng hòa lên mà họ nắm được 4 năm tức là ông trump lên mà nắm được 4 năm nếu là ông trump thì đảng cộng hòa nắm ít nhất là 12 năm còn nếu không phải ông trump thì ít nhất là 8 năm lý do tại sao quý vị khi mà ông trump tái đắc cử trở lại thì cái nhiệm kỳ của ông chỉ còn một nhiệm kỳ duy nhất thôi. Nếu ông tái đắc cử, thì sau đó ông phải rút lui một nhân vật khác của đảng cộng hòa ra, thì tối đa là 8 năm, hai nhiệm kỳ. thì nếu ông trăm thắng, thì có thể đảng cộng hòa nắm được ba nhiệm kỳ. Liên hành pháp đó, tương tự như thời của Reagan và Busha, quý vị nhớ thời Reagan lý do mà ông Reagan và Busha thắng là bởi vì cái chính sách cực tả của Jimmy Carter sau chiến tranh Việt Nam. Thì Jimmy Carter đã thắng được cái ghế tổng thống năm 1976. Nhưng mà tới năm 1980, ông thua cho Reagan. Reagan nắm hai nhiệm kỳ. Rồi tới cái nhiệm kỳ kế tiếp là ông Busha, là người phó của Reagan thắng luôn. Do đó, đảng Cộng Hòa nắm ba nhiệm kỳ. Và kể từ đó đến nay thì mỗi đời tổng thống chỉ có hai nhiệm kỳ thôi và mỗi một đảng cũng chỉ có hai nhiệm kỳ thôi nhưng lần này nếu như mà ông trump thắng được cái ghế hành pháp và ông chính thức đại diện cho đảng cộng hòa hay gắn thế anh thì có thể ba nhiệm kỳ tức là ông một nhiệm kỳ cộng với cái người sau hai nhiệm kỳ nữa nó y chang giống như cái tình trạng của năm 1976 cho tới năm 1988 và năm 1992. Tức là đảng Cộng Hòa từ năm 1980 họ cầm quyền cho tới năm 1992. 12 năm. Thì cục diện này có thể lặp lại. Đó là cái phần hành pháp thôi quý vị. Còn bên lập pháp thì thông thường tôi nói với quý vị, thông thường là cái người dân Hoa Kỳ họ cho cái đảng cầm quyền được 2 năm đầu kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Nhưng 2 năm sau đó là họ lấy một viện để mà trao lại cho đảng đối lập để quân bình quyền lực gọi là check and balance. Đó là cái cái truyền thống từ xưa tới nay của người dân Mỹ. Cái vị thấy đó, hôm Joe Biden lên, lưỡng viện quốc hội nằm trong tay của đảng Dân Chủ. Nhưng tới 22 là Cộng hòa và rớt vào tay đảng Cộng hòa. Tương tự như vậy, 26 ông Trump đắc cử, lưỡng viện quốc hội nằm trong tay của đảng Cộng hòa. Nhưng mà 2 năm sau đó, 2018, thì quý vị hạ viện rớt vào tay của đảng Dân Chủ thì cái đó là cái truyền thống lâu đời và trước đó Obama cũng vậy, rồi Bush con cũng vậy, Bill Clinton cũng vậy, tức là có là cái truyền thống của người dân Hoa Kỳ, họ cho cái người tổng thống bên hành pháp có được cái không gian rộng tay rộng chân hơn do đó hai năm đầu là tổng thống nắm hành pháp là của đảng cầm quyền thì lưỡng viện quốc hội cũng thuộc đảng cầm quyền, đó là cái cục diện mà truyền thống từ xưa tới nay nhưng lần này khác Lần này cái sự chia rẽ của Đảng dân chủ, cuộc chiến của do thái Hamas, cuộc chiến của Ukraine và Nga, cộng thêm cái tình trạng lạm phát, tình trạng tội ác tăng cao tất cả mọi thứ. Người dân Hoa Kỳ quá sợ hãi. Họ không tưởng tượng được cái chính sách cực tả này nó gây ra một cái thảm họa lớn như vậy. Do đó, lần này cái truyền thống này có thể bị thay đổi. Có nghĩa là Đảng Cộng hòa nắm lưỡng viện quốc hội trong năm 2024 thì tôi nghĩ rằng cục diện này sẽ kéo dài lâu hơn. Có thể 4 năm, có thể 6 năm và có thể 10 năm. Nếu như Đảng Cộng Hòa không thúc đẩy một cái chính sách cứng ngắc quá và cứng rắn quá, họ có thể giữ được lưỡng viện quốc hội ít nhất là 10 năm. Còn nếu mà họ cứng rắn quá thì cũng 4 năm tới 6 năm. 4 năm tới 6 năm nếu như họ cứng rắn quá khiến cho người dân Mỹ cảm thấy ngọt thở. Còn nếu như họ quyển chuyển một chút xíu Họ quyển chuyển một chút xíu thì tối thiểu Đảng Cộng Hòa nắm lưỡng viện Quốc hội là lên tới 10 năm có thể. Nó thay đổi cái truyền thống đó là bởi vì người dân Mỹ quá sợ hãi và ngay cả cái chính sách về năng lượng xanh của ông Joe Biden cũng đã thất bại. Ba hãng xe lớn của Mỹ là hãng, hãng, hãng xe của Mỹ, Đức và Nhật đều nói lỗ. Hãng Ford, hãng Mercedes, hãng Toyota... Đây là ba hãng xe được xem là biểu tượng của Đức, Mỹ và Nhật đó. Họ đồng loạt ra báo cáo là xe điện họ lỗ. Dân Mỹ chưa chịu mua xe điện. Mặc dù họ đã có những cái version xe điện ra mỗi hãng đều có hết rồi. Nhưng dân Mỹ vẫn chưa muốn mua. Do đó cái chính sách năng lượng xanh của ông Joe Biden thất bại. Thất bại hoàn toàn. Và nó đẩy cái giá cả chi phí của người dân lên quá cao. Chính vì vậy người dân không muốn đảng dân chủ khăm bác lại ít nhất trong một cái giai đoạn để cho đảng cộng hòa có thời gian ổn định tình hình đất nước, ổn định tất cả mọi thứ rồi lúc đó họ mới nghĩ tới chuyện gọi là xả lại cho đảng dân chủ. Còn trước mắt thì quý vị tôi không nghĩ là đảng dân chủ có đủ khả năng à, giành được chiến thắng trong năm 2024 cả lưỡng viện quốc hội lẫn ghế hành pháp. Và đây là cục diện mà đảng dân chủ phải đối diện. OK, quý vị, đó là cái bài phân tích Hugh, cái bài phân tích về thảo luận đặc biệt của tôi trong chương trình cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán thính giả rất là nhiều cho cái chương trình đặc biệt này để nói về những khó khăn, những thách thức mà đảng dân chủ đã phải gánh lấy cái hậu quả bởi vì họ thực hiện những chính sách cực tả và cái giá họ phải trả rất đắt đó là mất quyền lừa kiểm soát ở lưỡng viện quốc hội và mất luôn cả ghế hành pháp và bây giờ tối cao pháp viện vẫn là bên bảo thủ nắm quyền coi nghi là đảng dân chủ mất trắng và thua trắng năm 2024 và đây chính là một cái hậu quả mà họ thúc đẩy những chính sách cực tả cấp tiến và dẫn tới sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ đảng của họ cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.